Môi giới sao Hạng A bán dâm, tú ông ăn chặn hàng trăm triệu đồng. Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hoàng Long, 32 tuổi, quê Hải Phòng, về tội môi giới mại dâm. Lê Hoàng Long là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý đại diện cho một vài nghệ sĩ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam. Từ vị trí công việc này, Long đã dẫn dắt môi giới gái mại dâm là những người có tiếng tăm trong showbiz cho các đại gia. Tại phiên tòa, dù gia đình bị cáo đã thuê hai luật sư, nhưng hôm nay cả hai vị luật sư này đều vắng mặt. Dù đã được tòa án tống đạt quyết định và đưa vụ án ra xét xử hợp lệ, trước tình huống này, đại diện Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử cho rằng hai luật sư đã được tống đạt hợp lệ, vắng mặt không có lý do chính đáng nên vẫn tiếp tục xét xử. Theo truy tố, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại hai phòng của khách sạn hạng sang trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Qua khai thác nhanh, cảnh sát xác định Lê Hoàng Long chính là kẻ môi giới hai người đẹp khá nổi tiếng trong showbiz Việt là TH và TT cho hai khách mua dâm. Giá mua dâm được Long đưa ra là 15.000 đô la Mỹ trên một lượt, tương đương với số tiền 360 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Long khai nhận sau khi bán dâm xong sẽ thanh toán cho hai người đẹp TH và TT với số tiền 7.500 đô la Mỹ trên một người. Số còn lại bị cáo chiếm hưởng và tiêu xài cá nhân. Tại phiên tòa, Long khai nhận thông qua mạng xã hội có hai vị khách có nhu cầu mua dâm, những người nổi tiếng trong lĩnh vực như diễn viên, người mẫu. Vì vậy, bị cáo đã môi giới TH và TT cho họ. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về những việc đã làm và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy, hành vi của bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Long 5 năm 6 tháng tù.